Xin chào cả nhà, hôm nay bên Khanh nhận chiếc Winner để vào làm chống đinh vỏ xe. Thì chống đinh vỏ xe nó là một giải pháp giúp cho nhà mình di chuyển an toàn trên mặt đường mà không cần sợ phải đinh đâm vào vỏ xe. Bởi vì đây là lớp cao su dẻo, đây lớp cao su dẻo nè. Đó, lớp cao su dẻo này nó sẽ được định hình cố định. Đó, đây, được định hình cố định. Và khi mà phủ vô thì đinh đâm vô thì chúng ta chỉ việc rút ra thôi, không cần giá. Và một cái lưu ý của Khanh khi mà làm chống đinh xong thì nhà mình nhớ lưu ý đó là áp suất vỏ xe. Thì đối với chiếc Winner thì Honda họ cũng đã công bố là mình bơm bánh trước nó chỉ có 2kg thôi và bánh sau là 2,2 kg. Đó, thành ra là nhà mình nhớ cho dù đi một người hay đi hai người thì áp suất bơm vỏ xe của chúng ta là 2kg cho bánh trước và bánh sau là 2,2 kg. Chúng ta đừng có bơm quá căng, tại vì bơm quá căng á, thì cái vỏ xe của chúng ta đi nó rất là sốc và giống như đi trên cục đá. Ngoài ra thì mình còn bị cái quãng đường thắng nó sẽ dài ra, nó không ăn trên mặt đường. Đó là những cái mà quý anh chị nhớ khi mà chúng ta làm chống đinh vỏ xe. Và không làm chống đinh vỏ xe thì chúng ta cũng phải bơm áp suất đúng theo thùng số của nhà sản xuất nha. Và cái vỏ xe này làm chống đinh thì khách hàng vẫn sử dụng cái thương hiệu, tin tưởng sử dụng thương hiệu là Masis. Đây, Masis Guide. Đây, 120, 70, 17. Đó, 120, 70, 17. Đó, đã phủ lớp cao su dẻo bên trong rồi. Thì lớp cao su dẻo này bên Khanh bảo hành đến khi bỏ vỏ nha. Còn anh chị nào mà sợ về phủ này mà bị mà gọi là hư mâm, hư lòng vỏ thì cái đó nó thuộc về là keo lỏng nha. Đây là chai keo lỏng nè. Chai keo lỏng đổ vô thì nó mới bị. Còn cần bảo hành mà hư mâm, hư lòng vỏ đến khi mà phủ chống đinh á thì Khanh sẵn sàng bảo hành cho nhà mình không bị hư lòng vỏ, hư mâm. Nếu mà nhà mình quan tâm đến sản phẩm thì có thể liên hệ bên Khanh để báo giá nha.